Chợ cái giò mà đưa vô cái cây cầm đó khó tháo ra lắm đó chị. Nó mà nó nó cái cây nó cũng lì nó không có khóc. Đi chợ mẹ. Gọi gọi cái người ấy xe đâu? Cái người chủ chiếc xe bên kia đâu? Ai biết bởi vì đó, đâu biết đâu. Chắc con đi chơi rồi không hay đó má ơi. Thấy không nà, thấy ghê không nà. Nói tao cho mày rồi đi xe đạp đi nà ơi. Ô mày coi.